Chào tất cả bạn, hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục bài số 4 trong series các bài cơ bản dành cho các bạn mới học đàn guitar điện nhé. Thì các bài trước các bạn cũng đã tập làm quen với cách bấm phím này, rồi tay phải chúng ta gảy được như thế nào. Thì trong cái bài này chúng ta sẽ bắt đầu tiến hành vô cái bài tập luyện phím rất là quan trọng và cực kỳ cơ bản. Nhưng với bài luyện này, mình sẽ hướng dẫn các bạn một cái cách giúp cho các bạn linh hoạt hơn, mà thường các bạn bỏ qua điều này ha. Thì coi như là hai bài tập nó sẽ biến thành bốn bài ha. Nhìn nó có vẻ giống nhau nhưng thực ra các bạn biến tấu một cái, các bạn sẽ thấy cảm giác đánh hoàn toàn khác nhau. Và khi các bạn tập cái bài này thì kết quả nó mang lại bằng quá trình là giống như một cái bài warm up khởi động ngón các bạn. Thời kỳ đầu thì hầu như ngày nào các bạn cũng nên tập nó trước khi các bạn vô cái phần tập luyện sau này, thì nó sẽ giúp ích cho các ngón tay của các bạn nó rất là linh hoạt ha, và giữ cái ngón của chúng ta dần dần. Khi các bạn đánh một ngày, hai ngày, một tuần, một tháng, các bạn sẽ cảm thấy rằng là nó mượt mà hơn rất là nhiều, từ tay phải cho đến tay trái luôn ha. Thì cái bài đầu tiên á, nó rất đơn giản, gọi là bài 1 2 3 4 thôi ha. Thì ở trên ngăn đàn của bạn, các bạn thì sắp 1 2 3 4, bốn cái ngăn là bốn ngón tay của bạn ha. Cách ấm phím đều như thế nào, các clip trước mình đã hướng dẫn các bạn xem lại. Tay phải các bạn hoàn toàn là alternate picking hết, tức là một phím xuống, một phím lên, một phím xuống, một phím lên ha. Thì cái bài 1 2 3 4 này nó cực kỳ cơ bản, mình sẽ đánh thử cho các bạn nghe nhé. Đó, thì cứ như vậy các bạn đánh. Thì các bạn để ý là tay phải của mình là một phím xuống, một phím lên, tay trái của mình thì bấm là từng ngón. Đó, tức là ngón thứ hai vô thì ngón đầu tiên các bạn phải hở nó lên, nhưng mà chúng ta không cần phải hở quá xa như thế này, chúng ta hở lên một tí thôi. Ngón thứ ba vô thì ngón thứ hai hở lên ha, ngón thứ bốn đến thì ngón ba hở lên. Tránh trường hợp các bạn bấm một lần mấy phím luôn, tức là các bạn bấm phím một xong các bạn dẫn tì đó, các bạn bấm phím hai vô, thì lúc đó là các bạn sẽ thấy là cái ngón một chúng ta không có linh hoạt, giống như nó phải nằm cố định. Để bấm được ngón hai thì ngón một phải bấm rồi, điều đó nên tránh. Cho nên là các bạn nên bấm ngón nào đánh thì mấy ngón kia các bạn phải để cho nó cách xa ha, không dính vào dây. Thì như vậy chúng ta sẽ đánh hết cả 6 dây như sau ha. Thì các bạn cứ đánh từ ngăn đầu đến ngay, để cho màn hình nó quay dễ mình đánh ngay ngăn 5 ha. Tương tự như vậy, đây là cái bài mà các bạn nên đánh hết trên cần đàn ha, đánh bất cứ nào cũng được ha. Đó, các bạn cứ đánh càng cao thì càng tốt, cứ tập dần dần như vậy đến cái ngón các bạn cảm thấy thoải mái. Và cái bài đánh thứ hai đó là sau khi đánh hết tới dây dưới thì các bạn nâng lên một ngang và các bạn đánh ngược lại. Tương tự các bạn cứ nâng lên cần đạt. Ở đây là hai bài rất cơ bản, tuy nhiên mình sẽ nói với các bạn lúc đầu clip là có những cái sai lầm chúng ta cứ tập theo một kiểu như thế này mà chúng ta không để ý đến một kiểu thứ hai tương tự, nhưng mà các bạn đánh các bạn cảm giác khác ngay. Đó là chính là các bạn tập cái bài 1 2 3 4 theo một chiều thôi, tức là từ trên các bạn đi xuống theo kiểu này 1 2 3 4, 1 2 3 4. Còn khi đánh ngược lại thì các bạn đánh ở dưới lên thôi, mà các bạn không nghĩ đến cái chuyện các bạn phải tập ngược lại, tức là 1 2 3 4, nhưng mà bạn tập từ dây 1 lên dây 6 ha. Đây là bài thứ ba, giống như bài 1 thôi nhưng mà các bạn đánh ngược lên, các bạn cảm giác khác hoàn toàn ha. 1 2 4 mà đánh kiểu này ha. Đó, các bạn tương tự vậy ha. Các bạn chưa đánh nhanh các bạn được, các bạn cứ đánh giống như mình lúc đầu ha, nhẹ nhàng ha, làm sao các nốt nó ra tay phải thì nó mới kinh. Vậy thì khi mà đánh từ trên xuống 1
và đánh từ dưới lên, cảm giác các bạn nó khác nhau ha, nên tập bài này. Tương tự bài số 2 lúc nãy chúng ta sẽ đánh ngược lại ha, 4 3 2 1, thì các bạn cũng đánh từ dưới lên. Bây giờ các bạn đánh thử 4 3 2 1, từ trên các bạn đánh xuống, từ 6 xuống, các bạn sẽ thấy nó khó hơn nhiều so với các bạn đánh từ dưới lên, giống như lúc nãy bạn đánh như thế này ha. Bây giờ các bạn đánh từ dây 6 xuống đây ha. À, nó khó hơn đúng không các bạn? Thì các bạn hãy tập theo thứ tự giống như mình nói, sắp xếp 4 ngón, cố gắng là các bạn tập di chuyển cổ tay lên xuống để cho các ngón của mình nó tương đối vuông góc, và nhớ dùng đầu ngón tay đánh thật chậm ha, để tạo ra các nốt nó tròn. Và chúng ta dần dần khi mà các bạn hai tay các bạn cảm thấy thoải mái khi các nốt chúng ta đánh tròn, thì những cái bài học solo sau này ở ban nhạc bài học cực kỳ dễ dàng, bởi vì các bạn biết cái này giống như nền tảng ha. Khi các bạn trên tất cả các ngang phím ở đây chúng ta đã bấm nó một cách độc lập với nhau giữa các ngón tay, thì khi các bạn kết hợp nó lại nó không có gì quá khó khăn cả ha. Hãy tập cái bài này rất tốt và nghe lời mình là hàng ngày nên tập. Thì các bài tập mình hướng dẫn các bạn ở đây là các bạn nên tập đi tập lại, chứ không phải nó là một số bạn comment là anh ơi bài này em tập đến khi nào là đủ. Nó không phải đủ hay là không đủ gì cả, nó sẽ bổ trợ qua lại rất là tốt. Những tay danh thủ guitar hàng ngày họ vẫn phải đánh những cái bài cơ bản luyện ngón như thế này bạn, để giữ cái sự ổn định của cái tay của mình ha. Do đó là các bạn cũng nên tập, sau này các bạn học hợp âm gì đó thì khi vô ngồi đàn đầu tiên đừng đánh những thứ đó ha, hãy tập những cái bài cơ bản như thế này, chạy lên chạy xuống. Dĩ nhiên tốc độ đó mình sẽ đánh nhanh hơn rồi ha, nhưng mà mình sẽ tập để cho cái tay của bạn dần dần ha nó quen và giữ được ổn định nha. Mỗi ngày các bạn tập 15 phút liên tục, ngày nào cũng vậy, nó sẽ tốt hơn là các bạn nghỉ 5 ngày và chỉ tập vào ngày thứ bảy hoặc chủ nhật ha, một lúc là 2 tiếng đồng hồ, nhưng mà các bạn bỏ 5 ngày thì tác dụng nó sẽ gọi là bị quên đó, rất là nhiều. Do đó là nên tập hàng ngày 15 phút thôi cũng được, nhưng mà ngày nào cũng tập thì các bạn sẽ tiến bộ nhanh hơn ha. Hy vọng sẽ nhận được sự ủng hộ của bạn trong những clip tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.